Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official ha. Thì ở đây mình hiện tại bây giờ mình đang làm cái tài liệu đóng ghim giữa cho khách hàng. Tuy nhiên có một số lưu ý mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị ở cái video này, tức là những cái vấn đề mình phải gặp phải trong quá trình làm cái tài liệu thế này. Khi mà nhận tài liệu cho để làm cho khách hàng đóng ghim giữa thì thứ nhất là mình phải xử lý tài liệu ngay từ ban đầu. Đây là một cuốn tài liệu cũng rất là nhiều trang. Thì khách hàng đưa tới, tuy nhiên là do thời gian gấp, khách hàng đưa qua thì mình không thể nào mình ngồi mình đánh lại tài liệu. Nếu mà ngồi đánh lại tài liệu thì thời gian mất rất là nhiều. Khi khách hàng cần gấp, mình cần xử lý chữa cháy cho khách hàng trước, tức là khi đưa tài liệu xuống, đối với mình những cái nền trắng như thế này nè, những cái nền trắng tài liệu trắng như thế này thì tất cả các anh chị cũng có thể là chúng ta đi ken lại ha. Nhưng mà khi mà nếu các anh chị có máy ken thì các anh chị tự ken thì các anh chị sẽ điều chỉnh cái chất lượng nó tốt hơn một chút, cái độ nét của hình nó cao hơn một chút. Còn nếu các anh chị đi qua tiệm dịch vụ chúng ta ken thì nói họ ken ở chất lượng cao một chút, để chúng ta khi mà chúng ta về chúng ta bỏ vào trong Photoshop chúng ta xử lý cái nền trắng này thì làm sao để cho nó sạch cái nền trắng và nó còn là cái chữ đen thôi. Tuy nhiên ở cái này ở mức độ khoảng là 8 đến 10, 80 ha, chứ nó không hoàn thiện là 100% như cái cuốn tài liệu. Tuy nhiên là nó vẫn đảm bảo được là cái hình thức gần giống tương đương với lại cuốn tài liệu gốc. Một cái nữa, khi mà các anh chị và các bạn làm á, thì khi xếp file xong thì các anh chị phải in ra một cuốn trước để chúng ta coi thử là nó có vừa phần gáy đóng nè, phần gáy đóng với lại cái phần lề chúng ta cắt xén hay không. Tại vì đối với những tài liệu cuốn như thế này thì chúng ta phải cắt xén, và cái thời gian gia công của nó sẽ nhiều hơn ha. Chúng ta ra rồi chúng ta sẽ in bìa, chúng ta xếp lại và chúng ta sẽ đóng rồi cắt xén, do đó cái thời gian rất là nó sẽ chiếm thời gian chúng ta nhiều hơn. Do đó là khi mà tính giá cho khách hàng thì các bạn phải tính luôn là cái phần cắt xén nè, cái phần công đóng gáy rồi ha, tại vì cái thời gian làm nó kéo dài hơn. Rồi một cái nữa mà muốn gặp phải trong vấn đề mình làm thế này, đó là cái gáy. Đây là cái tài liệu mà các bạn thấy bây giờ mình đã gỡ ra nè, gỡ đây có hai cái ghim mình gỡ ra. Thì lý do là lúc lúc đợt trước á thì mình có làm cái bìa, nhưng mà cái bìa dày, để mình lấy cái bìa cho các bạn coi nhé. Đây là cái bìa trên giấy Cốt-C định lượng 300. Thì cái này mình sử dụng cái máy in màu 830DN để mình sử dụng in màu đen, tại vì cái hồ sơ á, thì cái nếu mà cái này á, các bạn bỏ vào trong máy phô thì chắc chắn các bạn sẽ phô không có được, tại vì thứ nhất là nó dày ha, thứ nhất là dày. Cái máy phô của các bạn nếu mà phô tốt thì các bạn chỉ cần phô ở cái định lượng khoảng 180 thôi, tức là cái nhiệt thái. Còn nếu mà các bạn sử dụng này thì nó mình sẽ không đảm bảo được là cái tình trạng của máy nó sẽ ổn định, tại do là mình không hiểu là cái chỗ cái lu lu ép của nó lát giấy từ từ cái bộ phận tay ra vô á, thì nó không nhiều, do đó sẽ nó với lại cái giấy này rất là cứng, do đó nó có thể là nó suy, mà nó ví dụ như giấy mà nó gặp vấn đề gì thì có thể nó sẽ gây hư hại máy cho mình. Do đó là đối với máy photo thì các bạn chỉ phô khoảng từ định lượng dày từ giấy thái thôi, cao nhất là giấy thái, gọi là bìa thái đó. Còn đối với những loại giấy dày này, nếu các bạn không có máy in laser màu hoặc là những cái máy in laser thì các bạn sử dụng máy in phun. Máy in phun thì nhưng mà với sự các bạn phải sử dụng một bit pen thì cái độ bám dính ở trên cái máy cái giấy có C này thì nó sẽ tốt. Còn nếu các bạn sử dụng bật nước thì chắc chắn các bạn sẽ không sử dụng được in trên giấy có C rồi. Sau khi in xong ha thì các bạn canh chỉnh, sau khi in xong thì các bạn sẽ thấy đây là trên cái tờ giấy của nó sẽ bị gãy hay nó bị nứt này. Đây các chị thấy nứt chưa, đây là bị nứt ha, bị nứt như thế này. Thì do đó đây là cái định lượng giấy, định lượng dày 300 thì gõ nó bị nứt, do đó mình phải đổi lại, mình phải tháo ra, mình phải đổi lại cái giấy của 250, tức là cái độ mỏng nó mỏng hơn thì nó sẽ dẻo hơn một chút, nó sẽ không có bị gãy. Và khi mà mình tháo ra thì trên ở đây nè nó sẽ còn cái dấu lằn của hai cái kim của cái tờ khi trong quá trình mình tháo ra đó. Thì do đó để mà che lấp được cái phần khuyết điểm này thì các bạn nên phô lại một tờ khác ha, một tờ giấy khác chúng ta bỏ vào, chúng ta thay thế cái phần này, chúng ta thay thế phần này mục đích chi, tại vì khi mà mình mở ra rồi đó, thì nó sẽ có hai dấu ghim, và sau khi mình đóng lại nó sẽ chắc chắn là nó sẽ không có trùng cái dấu ghim đó. Do đó là mình sẽ
che lắp lại cái phần cái bìa này. Thì bây giờ nếu chúng ta thấy cái bìa này nó không có cái dấu, thì chúng ta khi chúng ta đóng vào thì nó sẽ che được cái khuyết điểm đó. À, còn một cái nữa là khi trong quá trình mình mua giấy về thì các bạn sẽ không biết là cái giấy nó xéo hay giấy nó thẳng, tại khi mà giấy có xê hoặc là tất cả cái giấy cắt á, thông thường nó hay hơi bị lợp một xí. Do đó là khi mà chúng ta in xong rồi mà nếu mà thấy nó bị lợp, bây giờ mình sẽ dỗ cái này cho mình sẽ dỗ cái cuốn này cho các bạn thấy nè. Đây, cuốn này bằng. Nhưng mà các bạn và các anh chị sẽ thấy nè. Đây. Cái đầu giấy đó sẽ bị lợp, nó cơi lên hơn đúng không? Cái đầu này thì nó hơi bằng. Cái đầu này nó hơi bằng, còn cái đầu này nó lợp. Tại chúng ta sẽ lấy điểm chuẩn là cái điểm giấy trên. Lấy trên cho đó nó bị lợp như đây. Khi mà chúng ta dỗ đầu cái bằng này á, dỗ bằng cái đầu này thì ở trên đây nó bị lợp. Trên đây nó bị lợp. Tức là cái tờ bìa này nó sẽ thấp hơn cái này nè ha. Nhưng mà khi mà chúng ta ấy là chúng ta cắt sáng á, thì nó sẽ bị méo. Do đó là khi mà đóng á, thì các chị xem là dựa theo cái lề trên này nè, lề về trên đầu chúng ta lấy chuẩn một cái lề đầu này. Đối với phần giấy dư á, đôi khi mà chúng ta đưa vào trong cái phần khi chúng ta đưa vào trong cái bộ phận đóng á, thì chúng ta nên đóng đưa cái phần này nè, cái phần chặn á, nó sẽ bị lợt ha, nó bị xin lợt một chút. Ví dụ như đây là đóng kim giữa là 15, thì bây giờ chúng ta sẽ đánh một cái đầu nó nhu ra của cái tài liệu á, thì chúng ta sẽ xích về một chút, chúng ta sẽ tìm cách chúng ta sẽ xử lý. Đó là một số cái lưu ý khi mà chúng ta làm những cái tài liệu mà chúng ta đóng giấy giữa nè. Đối với trên giấy có xê thì thứ nhất là chúng ta làm giấy định lượng 250, đừng làm giấy hoài dày quá thì nó sẽ bị gãy, nó sẽ bị gãy cái giấy nhìn rất là xấu. Thứ hai nữa là khi đối với cái tờ giấy mà có xê mà nó bị lọt thì chúng ta nên tìm cách để chúng ta cân chỉnh lại, làm sao chúng ta đóng sao chúng ta gấp lại cho nó hợp lý. Còn đối với những cái tài liệu mà chúng ta gỡ ra thì chúng ta nên che lắp những cái khuyết điểm này bằng cách đưa vào cái tờ giấy vào. Đối với cái dịch vụ và tiệm photo của mình thì ở mức độ nhỏ, chúng ta làm nó không có một việc ồ ạt. Thì đối với những cái tài liệu thế này nè thì chúng ta phải gấp bằng tay, chúng ta sẽ làm gia công. Thứ nhất là chúng ta sẽ gấp lại, thì các anh chị và các bạn sẽ thấy là đôi khi đối với những cái cuốn dày nha, còn cái cuốn này mình nói là tương đối là nó cũng không có dày lắm, tại vì nó có khoảng 17 trang thôi, gấp đôi. Thì khi mà mới đầu gấp thì nó sẽ cơi lên thế này, thì các bạn và các anh chị sử dụng cái búa cao su, các anh chị ra cái chỗ mấy chỗ mà bán vật liệu xây dựng á, các anh chị mua cái búa cao su này nè, các anh chị về các anh chị để xuống dưới ha, các anh chị ấy gấp lại xong rồi cho anh chị để lấy tay đè này nè, và chúng ta sẽ gõ ha. Chúng ta gõ vậy để cho nó lấy cái nếp cho cái cuốn vở nó có thể là nó nằm xẹp xuống một phần nào ha. Rồi sau khi mà chúng ta sẽ gõ hết, chúng ta sẽ gấp hết một cái đợt hàng đó rồi sau đó các anh chị và các bạn sẽ xếp lại, ví dụ như một cọc khoảng là 10 cuốn hoặc là 20 cuốn gì đó, để chúng ta chi, để chúng ta sẽ bắt đầu ép mục đích của cái ép này là để cho cái cuốn tài liệu của chúng ta để mình sẽ xếp vào trong này nè ha. Còn nếu mà các chị không ép thì nó sẽ cơi ra và chúng ta sẽ cắt đồ nó cắt sáng rồi nó sẽ rất là khó khăn. Do đó là chúng ta sẽ ép thì có thể là các chị tận dụng tất cả các gì mà chúng ta có thể là có vật nặng chúng ta đè lên, làm sao cho ví dụ như một bộ tài liệu thế này thì chúng ta xếp sao, ví dụ như chúng ta có thể là xếp 5 quyển này 5 quyển kia, chúng ta xéo nhau như vậy, rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ xếp cho nó bằng là phẳng rồi lại gì hết rồi nè, rồi sau đó chúng ta sẽ để xuống rồi chúng ta dùng cái vật nặng chúng ta ép chúng ta căn chỉnh sao cho nó cân sao, sau đó chúng ta sẽ ép thì tùy theo mức độ, thì mình nghĩ là nếu mà chiều thì các bạn ép tới sáng thì rồi sáng mai các bạn cắt sáng là cũng ok, hoặc là các bạn có thể là ép trong vòng khoảng một tiếng gì đó tại vì đối với cái tiệm dịch vụ nhỏ lẻ của mình như thế này thì mình phải sử dụng bằng cái hình thức thủ công, chứ còn trên thị trường hiện tại bây giờ nó vẫn có bán những cái loại máy vừa đóng ghim mà vừa gấp vậy luôn vừa đóng ghim vừa gấp. Tuy nhiên thì nó chỉ giải quyết được cái phần đóng ghim phần gấp thôi, còn cái phần mà ép thì mình phải kỹ là chúng ta phải cần phải ép một thời gian để cho cái sách nó giống như nó định hình lại thì đó là một trong những cái lưu ý ở cái video này, để cho tất cả các anh chị và các bạn khi mà làm gặp
những cái vấn đề tương tự thì các anh chị và các bạn cũng có thể là biết cách xử lý hoặc là xử lý ngay từ đầu. Ví dụ như là khi các anh chị làm thì các anh chị sử dụng, đối với trên giấy code C thì các anh chị cần sử dụng giấy định lượng 250 thôi, không cần phải giấy quá dày định lượng 300 thì nó sẽ gây ra hiện tượng là nó bị gãy cái nếp gấp này ha. Rồi còn đối với những cái vấn đề giấy xéo thì hồi nãy mình có đã chia sẻ về cái cách xử lý canh chỉnh lệch, sau đó thì các anh chị cũng dựa vào đó và các anh chị có thể giải quyết công việc của mình tốt hơn. Rồi video chia sẻ của mình tới đây là kết thúc. Mình nghĩ đây là một trong những cái kinh nghiệm nhỏ nhoi mình muốn chia sẻ ở video này, nó hy vọng nó sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy video này thật sự hữu ích cho tất cả các anh chị và các bạn và mọi người thì các anh chị hãy share video này để cho mọi người cùng theo dõi, và hãy nhấn vào biểu tượng like nếu các anh chị thích, hoặc là dislike nếu các anh chị không thích video này. Nếu các anh chị có bình luận gì, có câu hỏi gì thì các anh chị hãy để lại comment ở phía dưới thì mình sẽ cố gắng sắp xếp trong thời gian sớm nhất mình trả lời cho tất cả các anh chị. Và bây giờ xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, làm ăn là đắt khách và nhiều mối hàng. Và các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để kênh này càng phát triển nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các chị ở video sau. Bye bye.